Xin kính chào quý vị khán giả xem truyền hình Điện Biên. Hạnh Trần hôm nay xin giới thiệu với quý vị khán giả món ăn rất truyền thống tại nước Úc, đó là món Chicken Schnitzel. Chuẩn bị món ăn này chúng ta cần có lườn gà, bột mì, trứng, bột chiên xù và chẩm chéo được làm từ sả, lá chanh, ớt và mắc khén, đường, muối và tiêu. Ở đây chúng ta chuẩn bị thêm một chút tiêu nữa. Và đây là bột canh và một chút dầu để chúng ta rán. Và chúng ta chuẩn bị cho mình một chút búp bạc hà và rau mùi. Đây là một loại sốt gọi là sốt cốc tai sốt, được làm từ nòng đỏ trứng và mùi tạc và dầu ăn với lại hành và tỏi. Đây là một cái lườn gà. Chúng ta sẽ bắt đầu sơ chế như sau. Chúng ta sẽ cắt cái phần thừa của cái lườn gà này đi. Mình sẽ tạo cái lườn gà này thành hình trái tim. Để tạo thành hình trái tim, chúng ta chỉ cần bửa đôi nó thôi. Sau đó chúng ta lấy cái búa, chúng ta giã nó xuống để làm sao cái miếng gà này nó thành hình trái tim. Tiếp theo đó là Hành Trần sẽ đập trứng ra. Chúng ta sẽ tẩm ướp với gia vị, bột canh và chút tiêu. Và chúng ta khuấy đều nó lên. Thì chúng ta sẽ tẩm ướp miếng lườn gà này với bột mì. Chúng ta lăn hai mặt của lườn gà này đều. Đây là chúng ta được hình thù như thế này. Sang bước tiếp theo chúng ta cho vào trứng. Cho thấm đều tất cả trứng vào. Đây là cái kết quả thứ hai. Sang bước thứ ba, chúng ta cho vào bột chiên xù để chúng ta cố gắng làm sao tất cả các phần của miếng gà được bao bọc bởi bột chiên xù. Sau đó chúng ta sẽ thêm một chút chẩm chéo khô. Chẩm chéo khô bao gồm có lá chanh, mắc khén, hành, sả. Sau đó chúng ta sẽ đi rán miếng gà này đi. Sau khi chảo nóng chúng ta cho dầu vào ở nhiệt độ 150 độ C. Và bắt đầu chúng ta thấy chảo đã nóng rồi, chúng ta cho gà vào. Quá trình này rán khoảng 5 phút để miếng thịt được chín đều. Khi miếng thịt đã chín và vàng đều hai mặt, chúng ta sẽ vớt nó ra trong một đĩa. Đĩa có một cái giấy thấm dầu. Và chúng ta sẽ chuẩn bị bày ra đĩa. Và bây giờ chúng ta sẽ cắt nó ra. Rất là giòn các bạn ạ. Và bên trong rất là mềm. Chúng ta sẽ rưới sốt lên. Chúng ta làm rích rắc cho nó đẹp. Sau khi chúng ta rưới sốt lên rồi, để cho nó cân, chúng ta sẽ chọn cho 2 cọng rau mùi nhé.